Ở đây hôm bữa ở đây mình bớt nè. Em nói hết rồi. Em nói hết rồi hả? Gần dứt là ăn hết rồi. Ngủ ngủ chị đó lại ăn. Chị đó đó. Nhây, đây là Di. Di là bạn học của Xuân Qua, học chung trường của Xuân Qua là em là cùng sớm với lại cô Sáu. Thì lâu ủa cưng cưng ở đây thường không? Từ lúc mà nghỉ dịch tới giờ luôn, hồi Tết tới giờ luôn á. Tết tối ở đây hay ban ngày? Tối cũng mở luôn. Vậy hả? Dịch trong nhà em tắm xong rồi vòng cái ngủ. Nhà cũng gần đây không? Em đây xung quanh ba dép cho nên. Anh Lê, em Di còn nhỏ mà em Di. Rất là thương nhiều với cả nhà đi. Em Di không có bà con dòng họ gì với cô Sáu hết trơn á, nhưng mà em Di thấy cô Sáu ở một mình á mà không có ai chăm sóc rồi cái em gọi đây để chăm sóc với cô Sáu. Nhãn này nhãn của cô Sáu. Của bà Sáu, của bà cô. Của bà Sáu. Con bé này á là nó bị mẹ nó bỏ. Vậy hả? Vậy giờ con ở với ai? Ở với chị Hai, với em Hai. Chị Hai. Đó là bạn của em á. Chị học chung xong rồi cái ủa chị Hai nó là ai vậy? Thôi không biết đâu, nó học trường Ngô Tấn nè. Xong rồi cái mẹ nó bắt hồi đó nhỏ nó ở đây nè. Xong rồi cái mẹ nó bắt luôn. Anh Duy lùng nó là anh Duy lùng thấy cái đây lùng. Ai? Mẹ nó bắt luôn. Mẹ nó bắt nó hả? Ừ. Lên phố bao nhiêu số? Rồi giờ xong rồi cái rồi bỏ từ đem gì bỏ bỏ này mấy tháng nữa ngày con bán nhiêu tờ mấy em bà nhiêu mấy trăm nữa có mấy tờ đến lên có mấy tờ nhỏ vậy nhờ rồi nhờ dưới ta. Ôi, trên đây ôi non cái này nó chín rồi đó. Ủa chín chưa ta? Chín chưa? Hả? Không. Chín chưa? Kệ ăn đại. Đi đi đi, hành đi ngồi đi. Hai gói tầm này. Hai được. Hai gói còn phải ăn không? Hai gói. Mẹ này nó không tin nhà chú nó đâu ạ. Thấy dạ. Quen. Chị con con gái chứ thấy cưng nè. Dạ. Phải có chị tâm sánh không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nhà ở đâu? Dạ con nhà con chút mà đi lên gần không? Dạ dạ cũng gần. Khỏi dùng keo không? Dùng keo thấy má nè, thấy cưng nè. Dạ với Quỳ Lộc. Quen lắm, chị coi ra hoài luôn á. Dạ với Quỳ Lộc quá. Ờ vậy hả? Với Quỳ Lộc hả? Ờ. Chị Hai tên Khánh phải không? Dạ có đúng rồi. Ừ. Ủa hả? Đây Cương Thi được không? Hả? Ừ. Được. Em giỏi không? Phải làm văn có 8 điểm rồi chị. Ôi ôi. Thiệt á hả? Dạ. Kéo lên không nổi. 8 điểm rồi. Học dở quá, cô kiếm công nhận mặt như baby ha. Nhìn không? Hả? Đúng không? Thầy kem trộn hả? Lộn gì vẫn ăn? Nè Lý, bỏ vô cái. Kín rồi. Đi ăn thôi, chín rồi ăn thôi. Ảnh ở đây ảnh quá trời luôn á. Xong rồi mấy đứa này nè ảnh thương chính mà lại nó bà sao bà đọc nhà mất bên cứ cái mẹ sao bà được ăn chị đúng vậy nè. Hồi đó nhà chị có ca nhãn mà nó chưa chín mà chị rủi cây tới lúc chín là hết rồi. Bỏ ăn hai trái, bỏ hai trái, bỏ hai trái ăn. Nhỏ này nó ăn ghê luôn á, cưng thấy ghê luôn á. Bánh cu li hả? Con ra bánh chuẩn bị bánh cu li. Vậy hả? Khoan 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 khoan. Thôi, đừng mượn đi. Cái cục này. Đây, cu li của tụi nó hả? Cái cục ngàn. Cái cục này nhìn cục cu li nè, phê nhất luôn. Mày lấy đâu ra vậy? Cục này phê nhất luôn. Ủa, mày lấy qua ai vậy? Ở đâu? Mày lấy đâu vậy? Ừ, trả trả nè. Tao biết cục đó của ai luôn á, của tao á. Sợ cho tao biết đi mượn bên nhà bà nội cũng có của tao á. Mày nhá cát hả mượn.
Rồi giờ chị có Cưng có cho Cưng đi học không? Không, con không đi học. Không đi học hả? Thì ba có mũi. Ủa nó không đi học hả Cưng? Đúng rồi, nó 4 tuổi rồi. Ủa quên 9 tuổi. Vậy mấy? Mấy? Chứ mà nhỏ lớn có đi học lần nào chưa? À không, bắt đi sinh. Trời ơi. Bắt đi sinh thì bán vé số mà không cho đi học chữ nào luôn. À mẹ cái mũi nhất. Chị? Mấy đứa? Mấy đứa? Bốn đứa thì chị hỏi thử em cũng biết nữa. Thì em không rành lắm nhưng mà em nghe là vậy đó. Chó tân hả? Đúng không? Sao mẹ này kỳ vậy ta? Mẹ là cho hết trơn. Ê! Cầm! Không biết phải mấy cái gì của người đó. Đi đi. Ừ. Mày nói em á. Tao lớn mày á. Mày nào bé bởi? Lửa sổi mày không? Ủa bây giờ con ở với ai? Ở với má hai. Má hai là chị hai hả? Ừ. Ghê chứ. Với dưỡng hai nữa. Làm đủ ba bộ hai luôn. Ủa sao lại gọi là dưỡng hai? Anh hai đúng chứ? Không. Anh ba. Chồng của má hai nó. Má hai là chị của mẹ nó. Không vậy bỏ em nè. À là gì? Gì? À ở với gì với dưỡng. Bây giờ dì dưỡng họ hỏi dì dưỡng con muốn đi học quá à. Dì dưỡng con đi học được không? Ta không muốn đi học. Con muốn đi học một chút. Con không muốn đi học hả? Ừ. Thôi đi học cho vui, đi học có bạn gái á. Vui chỗ nào? Má hai nó có mua sách cho nó về mà nó không học. Thôi chơi vậy. Đi học có bạn gái đó. Bạn gái nhiều bạn gái dễ thương lắm á. Hiểu không? Đi chị đi học không? Đây có chị chính luôn. Đi đi cầm em nó quay lại cho cô. Mẹ nó có bà kia không á? Bà dễ chửi lắm á. Mẹ còn sống. Sống. Bên đây nè. Ôi nhãn quá trời luôn á. Hả? Tại đi chửi. Ừ. Anh chơi là tụi em chơi 50. Tao thấy cho bà 6 mà. Cái móng tay em bé được không? Cái con chừng đạp cái cây á. Đây nè, đây nè. Cái này cắt cờ hay gì á. Không biết luôn hả? Cô lấy cho con chai dầu ăn, chai nước tương, chai nước mắm, với một bịch bột ngọt, với một ký đường. Chị các bạn, bây giờ thì mình mua nhu yếu phẩm để mình lại mình thăm cô Sáu. Tại ngày hôm qua là mình đã lợi nhà cô Năm rồi, mình qua mình thăm cô Sáu rồi. Nhưng mà mình không có chuẩn bị trước, tại mình không có biết là có cô Sáu cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, neo đơn. Thì bữa nay mình hẹn bữa nay mình lại mình thăm cô Sáu, mình quay lại một lần nữa. Thì bây giờ thì mình chuẩn bị mình mua. Tại vì các bạn biết không, mỗi như mình mỗi lần mình đi thì mình mua đồ ở gần cái nơi đó, cho nên là nè gạo nè, cho nên là gạo nước giống nước tương gạo ngọt á, nó khác nhau, khác giá chứ nó, mình cũng không có, nhiều khi có chỗ thì cũng đằng nhau, có chỗ thì cũng trên lệnh chút xíu vậy đó. Dạ ba miền của cô, ba miền nào mà dễ ăn. Ở dưới quê mình á thì người ta ăn hay ăn bột ngọt hơn, tại vì có người người ta biết dạ cô ghi cho con đi, có người biết ăn hạt nêm, có người không có biết ăn, ăn quen bột ngọt. Cho nên là mình mua hạt ngọt cho chắc. Mình có đơn là 254 ngàn. Phần quà này mình mua 254 ngàn. Có cô Sáu. Ủa?
hàng không? Có, không có. Đây phải không? Công tác ngoài. Bật đèn cho sáng. Hôm qua, buổi sáng ngày hôm qua con qua thăm cô nào mà con không có con đâu biết cô Sáu đâu, con không có chuẩn bị. Vì cái bữa nay con mua quà lại cho cô Sáu. Con làm gì á? Làm gì tốt được. Em Di là hàng xóm nhưng mà cũng không gần. Em ở trên kia, hồi xưa bà ngoại em ở trong xóm bà Sáu. Xong rồi em mới chơi chung với bạn em đó. Cái bạn em mới qua đây là qua lại nè. Rồi xong rồi cái em mới ở, em ở đây. Nhưng mà bà Sáu mới hỏi là cháu con ai, rồi cũng mới nói là cháu của bà đó vậy đó. Xong rồi Sáu nhận mới biết. Rồi xong rồi cái mặt xuống em chơi hoài luôn. Kiểu như là hồi đó là cô Sáu thấy cưng, cô Sáu không có người thân thì thấy cưng nít thì thấy thương đó phải không? Xong rồi cái kiểu rủ qua chơi thì cô qua chơi tới lớn luôn. À không, mới đây thôi à, kiểu như cỡ năm trước thôi. Còn bạn em thì ở đây từ đó giờ. Dạ. Bạn đâu rồi? Đi lên xã đoàn rồi là anh đã chờ. Em Duy này là ở đây với cô Sáu, lo cũng phụ giúp cô Sáu nhiều lắm á. Rồi ngủ đây trong chừng cô Sáu mà tự nhiên dịch cái này. Lúc mà trước dịch luôn, tại vì lúc trước đó là bà Sáu đi được đó, lết lên xuống thì em chưa ở đây. Xong rồi cái bữa sau lết cho người ta nằm luôn mà em ở từ lúc đó tới giờ. Đây cũng năm sau không có gì hết. Nấu vô đây hai người hả? Dạ. Nấu chị thấy gì có một nắm gạo sao ăn đủ? Đâu ăn nhiều đâu, bà Sáu ăn em ăn miếng. Con nhiều lắm. Cô Sáu là em của cô Năm. Cô Năm chú Hiếu mà bị mất ánh sáng này đi bán vé số các bạn. Thì cô Sáu không có gia đình, không có con cái gì hết. Ở có một mình mà cô Sáu cũng bị gọi là bị số bại liệt đó, cô Sáu. Số bại liệt từ nhỏ
thì cái bây giờ bị té gãy tay thì tay gãy chân luôn. Chắc là bị lõm xương á, thì thôi té nữa chị đỡ này, lúc cứ nằm luôn không có ngồi được, mai đỡ gì đỡ bây giờ là không có đi lại được. Cũng hơi là cũng nhờ có em Di nè. Đúng rồi, nhờ nó đúng lắm, bởi trụ nghiệp đó mà. Mà có em Di chạy tới chạy luôn thì ở đây ngủ trong trường cô Sáu. Cái này hơn gái. Anh trai mà hơn gái. Anh muốn gái anh lại đổi thì em ăn đổi rồi. Cô Sáu bị té gãy tay lâu chưa cô Sáu? 8 tháng rồi, nó ở dưới nặng luôn. Đây, vô giặt mùng ra. Đây. Có đồ ăn chưa? Có rồi chị, hồi sáng giờ Sáu mua hồi sáng. Chắc cũng nhờ người ta mua. Đúng rồi, nhờ người ta mua. Có người đó nấu nhầm luôn. Ủa, cô Sáu có cái ngoài bị như vậy, cô Sáu trong người cô Sáu thấy khỏe không cô Sáu? Hay là bị tim? Bị tim hả? Tim nữa. Bị tim là từ hồi nào giờ hay là mới bị? Ôi, bị nằm bên viện cái chân bị ngán nào rồi bác sĩ khám là tay nó qua bánh chết lại rồi. Dạ. Vì cái bác sĩ cứu rồi, nhân viên tim mạch nó cứu nặng bảy 10 ngày. Giờ nó mệt. Thì có uống than gì vậy, uống không đó? Cũng có uống chừng chừng nữa. Để có tiền thì uống, cũng có để nó đi nằm đại, nó đi thức chết thì chết. Nó đi hoài, nó con luôn chừng bà, để luôn bà có chết cái kính mắt con ha. Bà Sáu không sợ, bán đồ nè, bán này mà không lợi nhiêu, không cho nít đi ra đi vô vậy á. Tặng nít có thấy thì nó có kêu không được thì nó là cô Nam. Ủa mấy giờ cô Sáu nghe coi cô Sáu hả? Cỡ 5 giờ á. Còn 5 giờ rồi. Giờ 4 giờ nè, 5 giờ 5 rưỡi gì á. Cũng có khi ăn trễ. Thấy lâu chưa à? Để con mới tới. Nghe cô Năm nấu lại cho chị chưa? Nấu cơm chiều hả? Cô ăn cơm chiều rồi. Ăn cơm chiều rồi luôn. Cô nấu rồi cho hắn với cô ăn cơm nguội vậy rồi. Dạ. Chiều mấy người đi leo lên cái ghế á, rồi cũng sợ buổi có gì cái chết nữa. Nấu vậy rồi. Ở nhà con đang chỉ mưa, xong rồi cái chút xíu là mưa xong rồi cái con chờ tới 5 thì con đi đây tận rồi. Cưng có mấy anh chị em gì? Dạ em hai đứa, em với em. Em của em học lớp mấy? Nó học lớp 4 mình lại lớp 5 đó. Vì lại đây thì cha mẹ có con kiểu cha mẹ em biết á, cũng la tại vì em cũng chơi bậy, không đi đâu bậy tên á. Mẹ nó có xuống. Cô Sáu, cái phần quà này là của chị Thu ở Mỹ gửi cho cô Sáu.
Với là chúc cô Sáu được dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Với lại cô Sáu lạc quan lên thì mình mới khỏi bệnh được. Dạ, để con sẽ gửi lời tới chị Thu. Em cũng xin cảm ơn món quà của chị Thu. Em xin chúc chị được giàu dào sức khỏe và nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Thôi. Cảm ơn. Chị cảm ơn Cưng mới đúng á. Tại vì Cưng có lòng tốt, Cưng giúp cho cô Sáu nè. Dạ. Nhớ ở đây thường nha. Dạ, tại em ở đây suốt luôn á. Em học xuống anh bay đi xuống đây đi. Bữa nào bay xuống chị chơi. Dạ. Bữa nào nó đi nhà, bữa nào nó xuống. Dạ. Thôi, dạ cô Năm khỏe cho cô Năm. Thì cho về khỏe nha. Dạ, dạ thôi về. Cô Sáu về, chị về nha. Dạ, có gì bữa nào con tới thăm nữa. Dạ, chuẩn bỏ hai cơm nha. Dạ.